Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những nickname dễ thương và thân thuộc từ lúc còn nhỏ. Lớn hơn một chút, khi chúng ta đến trường học, lại có hàng tá những biệt danh nhí nhố tinh nghịch khác đi theo. Những nickname ấy khi được đặt cho chúng ta đa phần đều muốn lưu giữ lại những kỷ niệm, những ấn tượng khó phai trong lòng họ. Hoặc đơn giản là họ đã quá yêu thích chúng ta, nên muốn gọi bằng những cái tên thân thương trìu mến mà họ sắp đặt. Các cầu thủ bóng đá cũng không phải ngoại lệ. Dù là một ngôi sao lừng danh như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, cho đến những cái tên ít tên tuổi hơn, thậm chí là những cầu thủ vô danh, họ đều sở hữu cho mình những biệt danh hết sức đáng yêu. Có những cái tên gợi hình gợi tượng, nhưng cũng có những cái tên đã trở thành thương hiệu và thu về hàng triệu đô la tiền lợi nhuận. Vậy rốt cuộc các cầu thủ mà chúng ta vẫn hàng ngày mến mộ, họ đã sở hữu những biệt danh nào? Cái tên đầu tiên mà chúng tôi muốn nhắc đến không ai khác ngoài siêu sao sở hữu tầm vóc vĩ đại nhất trong làng bóng đá đương thời, Lionel Messi. Với Messi, những biệt danh mà người hâm mộ thường dùng để gọi anh là El Pulga, La Pulga bọ chét hay La Pulga Atomica còn được biết đến với biệt danh là bọ chét nguyên tử. Trong đó, biệt danh bọ chét là dịch theo tiếng Việt và được một số người Việt gọi. Còn các biệt danh El Pulga hay La Pulga đi theo Messi từ khi bắt đầu sự nghiệp bóng đá cho đến thời điểm hiện tại. La Pulga có nghĩa là bọ chét, một loài ký sinh trùng nhỏ bé nhưng có tốc độ và sức khỏe phi thường. Ai cũng biết, dù không sở hữu thân hình và chiều cao lý tưởng, nhưng đổi lại Lionel Messi lại hết sức nhanh nhẹn và thông minh. Trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ Barcelona, M10 thường xuyên có những pha đi bóng vượt qua vòng vây của 3-4 cầu thủ to con bên phía đối phương bằng một tốc độ phi phàm, cũng như những pha bẻ hướng cắt đường cả hai. Một trong những huấn luyện viên của Messi còn từng nhận xét rằng tốc độ chạy với bóng của anh còn nhanh hơn tốc độ chạy không bóng. Phong cách thi đấu này gợi nhớ đến cách di chuyển của con bò chét, cực kỳ nhanh và khó lường. Thế nên mới có chuyện người hâm mộ gọi anh với những cái tên trìu mến như La Pulga hay La Pulga Atomica, tức bò chét nguyên tử. Sau khi giành được chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina và với những thứ mà anh đã làm được trong màu áo Barcelona cũng như PSG, Messi xứng đáng được gọi với hai chữ huyền thoại. Tính đến thời điểm hiện tại, Messi đã giành được 7 quả bóng vàng FIFA, mới nhất là vào năm 2021, một thành tích vô tiền khoáng hậu mà có lẽ rất lâu về sau mới có người phá vỡ được. Nhìn sang người bạn, người đồng đội thân thiết của Messi, Sergio Aguero, dường như tiền tố En vẫn luôn gắn liền trong biệt danh của các cầu thủ Nam Mỹ. Tiền đạo người Argentina và là một tay săn bàn đáng sợ của Manchester City nói riêng và của Premier League nói chung. Người hâm mộ hẳn đã rất quen thuộc với cái tên Kun Aguero, cũng như khả năng ghi bàn nhạy bén của chân sút sinh năm 1988. Nhưng ít ai biết rằng câu chuyện thú vị đằng sau biệt danh El Kun của Aguero. Khi được hỏi về ý nghĩa biệt danh này, Aguero cho biết rằng trong một series phim hoạt hình của Nhật Bản mà hồi nhỏ anh rất thích xem, có một nhân vật tên Kun Kun và bản thân Aguero thấy mình rất giống với nhân vật này. Sau đó ông của Aguero bắt đầu gọi anh là Kun. Kể từ đó, Aguero gắn liền với biệt danh Kun. Sự nghiệp của anh gắn liền với những dấu tích chói lọi tại Man City, trong đó có trận chung kết Champions League 2020-2021 là cột mốc có phần tự hào nhưng lại xen lẫn nuối tiếc. Man City của anh đã gục ngã trước đội bóng đồng hương Chelsea, qua đó lỡ hẹn với chiếc cúp tai voi danh giá. El Kun sau mùa giải ấy cũng đã chuyển sang khoác áo Barca với mong muốn tái hợp cùng người đồng đội thân thiết Messi. Nhưng Kun tính không bằng Laporta tính. Messi rời câu lạc bộ xứ Catalan trong sự tức tưởi ở những ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2021, bỏ lại một Aguero ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra tại Camp Nou. Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại với chân sút lừng danh của Man City. Anh được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim và buộc phải tuyên bố giải nghệ vào trung tuần tháng 12 năm 2021, khép lại một sự nghiệp không kém phần vinh quang nhưng lại gắn liền với sự nghiệt ngã của kẻ về nhì. Nhưng đâu chỉ các cầu thủ Nam Mỹ mới được gọi là En trong tên của mình. Các cầu thủ đến từ bán đảo Iberia nắng ấm, nơi có cùng gốc tích ngôn ngữ với người Latin, cũng sở hữu biệt danh y hệt vậy. Cựu tiền đạo Fernando Torres, thanh xuân của rất nhiều chàng trai cô gái thế hệ 89X, được mệnh danh là El Nino, theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa trẻ. Gia nhập Atletico Madrid khi chỉ mới 16 tuổi, tài năng của Torres đã nhanh chóng được khẳng định trong màu áo đội bóng sọc đỏ trắng thành Madrid. Nhưng khi đó rất ít người biết được tên anh là gì, do vậy họ bắt đầu gọi anh là El Nino bởi khuôn mặt có phần trẻ thơ của cầu thủ này cho đến ngày giải nghệ. Và giờ đây khi đã chuyển sang công tác huấn luyện, biệt danh đó vẫn đang gắn liền với sao thủ một thời của bóng đá Tây Ban Nha. Một chân sút lừng danh khác, bậc tiền bối của El Nino, Cristian Vieri được thừa nhận là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế hệ của mình. Nhưng cầu thủ người Italia lại là một kẻ du mục đích thực. Trong 18 năm sự nghiệp, Vieri đã khoác đến 13 màu áo khác nhau. Tiền đạo với khả năng săn bàn thiên phú này được biết đến với biệt danh là Bobo, tức bò mộng, bởi thân hình vạm vỡ cùng khả năng càn lướt vô địch của mình. Anh từng là nỗi khiếp đảm cho mọi hàng thủ Serie A suốt thập niên 90 và thời gian đầu thế kỷ 21, nhưng dường như lại không có được sự thừa nhận xứng đáng từ người hâm mộ. Tính đến nay, có lẽ xuất phát từ việc Vieri sở hữu bản tính phiêu lưu và ham thích chinh phục khiến anh không gắn bó với một nơi nào đó đủ lâu để nhận về sự yêu mến. Một ngôi sao bóng đá khác của thập niên 90 thế kỷ trước,
người cũng bị đánh giá thấp giống Vieri, Roberto Baggio lại sở hữu một nickname đầy độc đáo. Huyền thoại của bóng đá Italia vẫn luôn nhận về những ý kiến trái chiều về việc ông có phải là một cầu thủ giỏi hay không. Dù sự nghiệp của Baggio có nhiều dấu son chói lọi, đơn cử là quả bóng vàng năm 1993, nhưng ông chưa bao giờ nhận được sự kính nể xứng đáng với tài năng và tầm vóc của mình. Biệt danh đuôi ngựa thần thánh, tiếng Ý là Indivino Codino xuất phát từ kiểu tóc đặc biệt của Baggio, từ tài năng săn bàn siêu hạng và niềm tin vào phật giáo của ông. Nhưng thứ mà người ta nhớ đến ông nhiều nhất có lẽ là cú phạt đền oan nghiệt trong trận chung kết World Cup 1994, khiến cho đội bóng quê hương gục ngã trước người Brazil ngay trước ngưỡng cửa thiên đường. Lại nhắc đến bóng đá Brazil, đây là nơi sản sinh ra rất nhiều bậc kỳ tài trăm năm có một, Ronaldo Luiz Nazario de Lima là một trong số đó. Tại thời điểm những năm 90, mốc 40 bàn với một cầu thủ là một điều gì đó rất xa xỉ. Nhưng Rô Béo huyền thoại chính là người tiên phong trong việc chinh phục thách thức này, biệt danh người ngoài hành tinh cũng từ đó mà sinh ra. Ở đội tuyển Brazil, anh và Romário hợp thành bộ đôi tiền đạo cực kỳ ăn ý, được báo giới gọi là bộ đôi Rojo. Cặp đôi này trong những năm 1997 từng là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ. Nhưng từ năm 1998, Romário đã không còn được chơi nhiều cho đội tuyển áo vàng xanh, khiến cho danh xưng này dần trở nên mai một. Từ World Cup 1998 trở đi, tuyển Brazil nổi lên với một danh xưng khác dùng để chỉ Ronaldo và những cái tên quan trọng khác cũng bắt đầu bằng chữ giờ. Đó là cụm từ bộ 3 giờ, ám chỉ Ronaldo, Rivaldo và Roberto Carlos, ba người đều được bầu vào đội hình xuất sắc nhất World Cup năm đó. Năm 2002, một bộ 3 giờ khác là Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho tiếp tục có mặt trong đội hình xuất sắc nhất của World Cup. Đến World Cup 2006, Rivaldo không thi đấu và Robinho trở thành một nhân tố mới trong bộ 3R. Danh xưng ấy đã nổi tiếng với đội tuyển vang xanh trong một thời gian dài, và nó nói lên phần nào về sự ổn định phong độ cùng vai trò của Ronaldo khi anh luôn được coi là trụ cột của đội bóng trong 3 kỳ World Cup và 12 năm lịch sử. Nếu như các ngôi sao khác thường chỉ có một hoặc hai biệt danh, thì theo thống kê, Cristiano Ronaldo có không dưới 4 nickname. Ngoài CR7, người hâm mộ còn gọi chân sút sinh năm 1985 là cậu bé khóc nhè, dô điệu hay Penando. Tất nhiên, CR7 vẫn là biệt danh nổi tiếng nhất của siêu sao người Bồ Đào Nha. Biệt danh CR7 đơn giản được cắt từ tên và số áo của anh, C trong Cristiano, R trong Ronaldo và số 7 anh thường mặc. Nghe thoáng qua thì đơn giản, nhưng biệt danh ấy đã mang về cho tiền đạo thuộc biên chế Anas cả núi lợi nhuận, từ việc khai thác bản quyền hình ảnh, thương hiệu cho các chuỗi sản phẩm từ nhà hàng, quần lót đến khách sạn. Sir Alex Ferguson được xem là người góp công lớn trong việc khai sinh biệt danh CR7 của Ronaldo. Quay trở lại năm 2003, thời điểm Ronaldo rời Sporting Lisbon để gia nhập nửa đỏ thành Manchester. Khi ấy cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha dự định chọn áo số 28. Có hai lý do khiến Ronaldo đi đến quyết định trên. Thứ nhất, 28 là số áo của cầu thủ sinh năm 1985 đã mặc tại Sporting Lisbon. Thứ hai, 28 là một trong những số áo còn trống tại Man United. Tuy nhiên, chiến lược gia người Scotland đã có một quyết định khá táo bạo là trao cho Ronaldo lúc đó mới 18 tuổi chiếc áo số 7 huyền thoại tại sân Old Trafford. Đây là số áo gắn liền với những huyền thoại của quỷ đỏ như Eric Cantona và David Beckham. Trong 6 mùa giải ở sân Old Trafford, Ronaldo đã chứng tỏ anh xứng đáng với chiếc áo số 7 danh giá mà Sir Alex đã trao cho. Và chính trong những năm tháng gắn bó với nửa đỏ thành Manchester, Ronaldo đã được người hâm mộ trìu mến gọi là CR7. Tại cấp độ đội tuyển quốc gia, Ronaldo cũng thừa kế chiếc áo số 7 từ Luis Figo sau khi tiền bối này giải nghệ. Từ đó, Ronaldo mặc chiếc áo này đến mọi câu lạc bộ mà anh đặt chân đến. Chỉ có một lần duy nhất anh phải đổi số áo là thời điểm chân ướt chân ráo tới với Bernabeu. Ronaldo đã buộc phải chọn chiếc áo số 9, vì vào thời điểm đó huyền thoại Raul của Los Blancos vẫn đang mang trên mình chiếc áo số 7. Cái tên CR7 nghe đơn giản là thế, nhưng về góc độ marketing, đó là cái tên lý tưởng. Bởi CR7 giờ đây không chỉ là biệt danh của Cristiano Ronaldo, nó còn trở thành hình ảnh cho đế chế toàn cầu của tiền đạo này, bao gồm nhiều loại sản phẩm trải dài khắp các ngành công nghiệp khác nhau. Vào năm 2013, một bảo tàng đã được mở tại quê hương Phan Han Madeira của Ronaldo, và nó được gọi là Museum CR7. Ngạc nhiên hơn, thương hiệu CR7 còn vượt ra khỏi hành tinh khi nó được đặt tên cho một giải ngân hà vào năm 2015. Thiên hà đó được gọi là Cosmos Redship 7, hay Galaxy CR7 được lấy cảm hứng trực tiếp từ Cristiano Ronaldo.